xuân và nhãn tiền nở, tình này tiếng chùa bói then canh lập mơ tùng cúc ngát xanh vừa dừng. Thank you.
Đang bay về tới vàng mặt để đây.
là biển chúa đang hái hoa trên ngàn xa, trên ngàn ca hát vang chim rực chúng ta thấy chúa về cái suối hát vang lên mây che lắng gió dư đậm đi tang lên đêm chợt nước quan thai nhẹ nhàng mắt lanh lanh mưa xa xa già chẳng nhìn ngọc ngà suối nước biếc hương cùng bay
xa hồi cung. Vâng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ công chúa tháp ở giấc mơ dỡ cả cỗ lô xô đã mọc đầu muôn nề đi để ăn. Một ngôi đền thờ thanh nhìn lịch diện bao sông đà nước chảy dì sao ý. Chúa tháp bờ tiến lên lửa giáng sinh họ mường áo trắng đai xanh Chúa thoát lại vào kim bôi.
khắp mọi miền kêu cầu lễ bái ai lỗi lầm Chúa đoái lòng thương dù ai các số giờ dường như trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi
hoa đào. Ai đi lên mẫu trên sân xa tới về, ai đi lên mẫu hòa bình sớm cho. Cho người phúc cả.
đông, chú tiên diệu khắc mẹ diệu lòng say. Tiệc ngọc hôm nay chúng con nhất tâm niên kiệu thỉnh chuông hương nghi, người tay người mạng người sao người tay, khi xuân sang nghi tầm khách hoa đào, ai nghi đi lễ mẫu trên sơn trang hòa bình. Chú thoát về để tử con lấy đạp đạp ngồi tấu quỳ lối đi về hầu.
trên Lạng Sơn đi là lời giáng thế tiếng tiếng vang lừng lừng dặm xa nhiều quy soi thâu dòng y dài tất lòng lòng phải tâu nghi linh thông thông âm thịnh bời đệ nhất tôn ông lòng lòng mà chắc mà hoa giang từ chung nghe y cờ diệu quan về chư thiên tông vật sớ dâng lên thượng lại vật sớ dâng lên tôn quan tu đôi chép biên rõ ràng độ cho ai chữ trường sinh nhiều đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý khác linh thọ trường thế cho dũng mạnh tôi đường đèn thờ quan
giám sát nên tôi định. Đèn thờ quan minh sơn thủy địa thế đẹp mê sáng sinh từ đây ơ
ân quyết có dư 3000, ân quyết có dư 900, đạo Phật Phật tổ truyền ban quan về cứu độ nhân gian. Có la sứ trần gian, có la sứ hồng trình trước công đồng, Phật thánh chúc minh đệ tử có sứ dân trình. Ân kiết có dư 900, Phật tổ truyền ban quan về cứu độ nhân gian. Có la sứ hồng trần gian, có la sứ hồng trình trước công đồng, Phật thánh chứng minh đệ tử có sứ dân trình. Thank you.
một tuần nhang lòng thành thắp một tuần nhang tống vì thủy phủ các ban các tòa tiên định chốn đó xin là chốn đó xin là tiên định chốn đó xin là tống về thủy phủ phú cha gặp hoàng muốn dòng là chuối thủy tinh sư kính dâng thương này văn sư kính dâng tôn quan tâu đối ngài chùa biên do giảng độ cho họ vũ bình an đồ chú bình an về cho đồ chú bình an chỉ vui chứ quý các linh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường truyền chỉ thiên thiên tan linh chỉ thiên thiên tan linh truyền chỉ thiên thiên tan chỉ đi đi liên hai chỉ ngàn ngàn tranh chỉ nuôi nuôi mòn cấp 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 nhưng lần lần sai binh bộ binh tùy
binh bộ binh tùy tạ sai binh bộ binh vì yêu thời binh tùy đem đi ầm ầm vờ và cắm ở trung trung quân mình. Có la sớ hồng trần gian, có la sớ hồng trình trước công đồng và toàn thánh chức minh đệ tử có sớ thức trình. Hạ bút phê sai triệt nhang, hạ bút phê sai cảm phiền chư tướng đáo lai hộ trì tả sai binh bộ binh tùy. Sai bước thủy ra đi âm tần ở thần chân dứt năm phương. Tông đôi các nơi sơ bằng, tông đôi các nơi công đồng tiên thanh. Có trời thượng thiên tâu nên Phật thánh tiên hiền. Lớn về ngài lấy dấu chú phê quốc phu đệ tử đời đời bình an độ cho quê hương sâm lai. Hãy
hoa đức thì hoa đức thì ra lâu đài điện cát mi dâng nước về nghi dâng nước về thoại quốc một khi cầm quân nấy ngọc níu nghi cồn cồn dâng nước phép thời không ai chúng ta đang hát tập tầm tay nghề thương âm phú lục đầy đàn tranh chơi bay ta tiền rồi về lớn mỹ thoại phù đóng cân đai ý mũ quan vào câu quan bắt dăm ba đi theo hầu vào tâu vương phụ ra châu đức tâu vương chống cầm cánh nghi chống cầm cánh nghi chiến ca anh ỏi nốt thanh hoàng nghi chìm nổi di muôn vua cha cứ thấy buồn cơm phát đòi hoàng tử đệ tham quan về nhưng ra đâu nhưng giờ nông quan phán chuyển nhân thứ vua sai quan nên tế độ trần gian có một tay thái tử đệ tam cứu sinh cục năm ngày dài oan khúc nhiều chiều đình nào có nương ai nương tháo tháo nương đại tai đình thần tam bốn phủ nào ai có sánh bằng dạo thần thơ tàn viện tam đạo truyền chữ quân nhi đạo mà tiên phong lay chim kêu cờ vất trong dòng bè sau thuyền trước giữa dòng quát lên đây thì ra hồi cùng chói chói sắc rồng vừa phong chói chói sắc rồng đường quán đệ tư uy hùng dậy vang thực ra hồi cùng lâm liệt tung hoành quân lớn quân ra oai lâm liệt tung hoành nhờ chủ tà sát quỷ quan tuần tranh bậc đường tài
chờ sang về chầu thôi, lại chờ tình nghi đi ra về. Chuyện quân nghe dâng nước thủy tên người, hình nghi mênh mông mông
mở đường cho dân an, dân an quốc thái dựng cơ đồ vạn đại cao sâu. Nhớ xưa tích cũ nghi nghiệp màu quan tuần chắc nghĩ dáng ý ngữ đầu thứ kim tinh là ai
sông tranh nghi đáp tiếng trả lời trình quan đệ chính người phù cành dấu tiên thành giá